Ok, và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Free Fire nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Có cái ba lô công nghệ là mới anh em. Phải nạp anh em, ít nhất phải nạp 9 game thì mới được cái này à. Mình cứ tưởng là mua được luôn à. Hơi đen à, không có tiền để mua mà nạp được anh em. Rồi thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Ba lô công nghệ không mua được. Mở hộp nhận tử quyền. Tử quyền là quyền chết à? Mở hộp không? Tiến đâu vào đầu tiên? Nhiệm vụ chơi với bạn một trận, ba trận, năm trận sẽ được cái gì đó. Chương mới trong Free Fire. Dễ dàng có headshot SVD là cái gì? Ok. Trong này tôi sẽ thay đổi cái nhân vật của mình, nhìn nó kiểu nó phèn chúa dã man anh em ạ. Mình sẽ vào trong cái tủ đồ xem có cái đồ gì không nhé. Cái nick này cũng chẳng có đồ gì đâu, nhưng mà chơi cứ chơi thôi ha. Chắc phải đi mượn ác anh em ạ. Anh em là có ác Free Fire ngon thì có thể là comment xuống dưới để cho mình mượn nhá. Thì cho anh mượn mình có thể là mình chơi thì mình review cho anh em những cái bộ xịn sò. Chứ tôi có đồ gì đâu, chẳng có đồ quái cả. Mũ chán luôn. Quả mặt tôn ngộ không à? Đây quả mặt tôn ngộ không à anh em? Được phết nhờ. Quả áo gì đây? Áo nhìn trông ngáo ngơ thật sự luôn. Áo ở đây anh em. Đấy, ít ra là còn có tí ấy. Quần là quần gì đây anh em? Quần bò à? Giày trắng à? Nhìn được phết, đẹp phết. Mic nhìn trông cũng không đến nỗi là tệ lắm. Quả mũ ở trông ngáo ngơ thật sự luôn. Rồi ok, tạm được anh em ạ. Rồi và chúng ta bắt đầu là sinh tồn xếp hạng, và chúng ta chơi một cái trận gọi là trong cái đảo quân sự nha anh em. Mình vẫn thích đảo quân sự hơn là mấy cái map kia. Ok anh em ơi, let's go. Đấm. Yes. Chạy đâu vậy? Đây xuống dưới này à? Xuống dưới này để chiến đấu với bọn nó anh em ạ. Có gì hot ở đây? Có gì không? Ở đây có cái quái gì không? Không có. Chẳng có gì mới mẻ. Cũng chỉ thế thôi anh em ạ. Chưa có gì gọi là mới mẻ hơn cả. Vẫn dừng lại. 2, 1 và vào game. Cố gắng làm phát trận top 1 đã nhỉ. Chả biết là top 1 hay không, mình cố hết sức cho xem nào nhỉ. Cố hết sức xem, nhớ đâu top 1 thì ngon ha. Ok, tôi sẽ nhảy xuống đâu đây ha? Mình sẽ nhảy xuống đâu bây giờ? Mình sẽ... máy bay đâu nhỉ? Ok, đây. Chúng ta sẽ nhảy xuống cái chỗ thung lũng nha anh em. Đấy, nhảy xuống chỗ thung lũng là hợp lý anh em ạ. Rồi anh em ơi, chắc là nhảy thôi. Mọi lần hay nhảy xuống dưới kia. Chắc là đây tôi sẽ nhảy xuống cái chỗ thung lũng để cho nó nhiều đồ. À không, ở đây có cái nhà to lắm anh em ạ. Đây. Nhà này thì chắc là sẽ có nhiều đồ đấy. Mình nghĩ là thế. Căn nhà rất rất là lớn anh em ạ. Chúng ta vẫn có cái quả cánh khá ngáo nhỉ. Đấy. Đó, xuống đây rất là đẹp này anh em. Tăng tốc luôn ha. Ôi, mình chưa vào gần được anh em ạ, tôi phải chạy một khoảng rất là xa. Vào đây anh em ơi, cố lên nào, nhanh lên. Ôi, chạy kiểu gì đây? Có gì không? Toàn là đạn đấy anh em ạ, không có súng à? Hơi toang rồi, chơi không có súng rồi. Cái nhà không có súng anh em ạ, đây, vào đây chắc có. Đừng hy vọng là gặp thằng nào nó bắn cho, còn 47 thằng thôi anh em. Có nghĩa là một cái map chỉ có 50 người thế, không phải 100 người đâu. Dễ dàng hơn cho chúng ta rất là nhiều giáp này anh em. Đấy. Dao ạ. Không có súng à? Không có súng luôn ạ. À đây có súng rồi. Đấy chứ, ít ra phải có khẩu ấy chứ anh em. Khẩu AK cũng được à? Không có nỗi là tệ lắm. Tưởng không có cái gì. Nâng cấp cho cái khẩu ấy đi anh em, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nhá.
chỗ này không còn. Ôi ok, hay quá hay quá hay quá. Rồi hạ được một con anh em ơi, hạ được một thằng hết đạn luôn ạ, chẳng có tí đạn nào luôn ạ. Nào nào nào, có gì không? Ô oh, có ska. Ska mình đâu cần ska đâu anh em, đúng không? Thôi có cái gì thì chơi cái đấy anh em nhá, không nên gọi là đòi hỏi quá nhiều. Có cái gì chơi cái đấy thôi. Đấy kiểu gì cũng sẽ nhặt được thêm đồ mà. Thế thì bỏ cái này đi ha. Thay cái khẩu này được không? AN94, cái này khẩu AN94 chứ không phải cái kia anh em. Xong tự động nhặt nhỉ? Đây là AK rồi. Ơ tụi cái sao mình không thông tự động nhặt nhỉ anh em? Thế hay mình bỏ xuống đây đi. Bỏ này đi anh em được ạ. Vãi đạn luôn ạ. Thằng này không có gì luôn. Thằng này không có đồ gì luôn anh em ơi. Thay đạn nhanh. Sao nó không tự động nhặt đồ nhỉ? Hơi bị dị là không tự động nhặt đồ luôn ấy. Lạ thế nhỉ. Bom kèo. À đây rồi, tự động nhặt đồ rồi. Tự động nhặt đồ đã trở lại rồi anh em. Hòm à? Cái gì đây? Ui đồ kìa. Ui trời ơi ngon. Có full đồ luôn. Tuyệt vời chưa? Hay quá nhỉ. Nhặt thêm đồ anh em ơi. Có đồ gì nhặt hết luôn á. Nâng cấp trang bị các kiểu à. Cái vùng này là vùng thả bom đúng không? Để ra ngoài bây giờ là toang ấy. Có khẩu này hay thế. Khẩu này cũng ít khi thấy nha anh em. Không nhiều khi thấy khẩu này lắm. Mũ 3 và giáp 2. Đấy, đang nâng cấp dần cho cái mấy cái này. Bán level 2. Bán level 2 cũng chắc không cần đâu nhỉ. Có thằng ở trên này anh em. Ui chết rồi. Mù mắt. Vãi đạn luôn, mù mắt luôn ạ. Sợ thật sự luôn. Bắn mũi cả mắt. Bó tay chấm com luôn. Từ từ ăn máu đã, ăn máu đã, ăn máu đã. May mình còn giáp ngon đấy. Súng này bắn không mượt lắm nhỉ. Cảm giác không mượt lắm. Ồ oh, kêu có thính nhỉ. Kêu hòm thính nhỉ anh em. Từ từ nhá, đợi anh tí. Đợi anh tí ra lấy hòm thính bây giờ mà. Khẩu gì đấy? Mini Uzi à? Ờ cũng được. Chó có nhìn kỹ bọn nó không nhỉ? Nhìn thấy bọn nó không? Nhìn không rõ lắm. Nào 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 nào, tiên nhặt được cái hòm thật sự là ngon anh em ơi. Trong quá nhiều đồ, quá nhiều thứ để mình có thể là mình ăn được ấy. UMP à? Ok, ta sẽ lấy UMP ha. Giờ đang full đạn rồi này. Ở đây có thằng nó nhặt rồi sao anh em ạ? Ở đây có thằng nó nhặt đồ rồi. Ở đây vẫn còn mà. Đã nhặt đâu. Ui rất nhiều súng luôn anh em ơi. Mini drone này M249 à. Wow. Khẩu này có vẻ ngon đấy. Khẩu này nhiều đạn anh em. Ôi chết 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 chết. Khẩu nhiều đạn dã man anh em ơi, nhờ. Nhưng mà hai khẩu này giống nhau đúng không? Hai khẩu này là dùng chung một loại đạn đúng không anh em? Đúng rồi. Mình phải thay cái khẩu này anh em ơi. Mình lấy lại khẩu UMP của mình ha. Rồi. Tại vì cái khẩu này là với khẩu kia là dùng chung một loại đạn anh em ạ. Nên nó rất là phí. Phí phạm luôn ha. Mình đang có cái này ha. Từ từ mình ném vào đây đã.
có thêm một cái hòm thính nữa cho dành cho mình thôi mà. Nó sẽ căn căn canh canh ở đây để xem có thằng nào không ra bắn cho phát. Thế có hòm thính ngon quá nhờ. Tận hai hòm thính, với hòm thính một hòm thính của mình nữa là ngon và đẹp. Tôi đợi đợi một chút nha anh em. Quả giáp với quả mũ đang bị hư hại. Ai ai ai. Bên này anh em ạ. Không thấy đâu nhỉ. Chúng ta căng mắt ra để nhìn để xem nó đang ở đâu để bắn đây mà không thấy đâu. Rõ ràng thấy cái hướng đạn nhỉ đúng không anh em? Ảo thế nhỉ. Không biết nó ở đâu luôn. Ui, nó lăn nó rơi tít xuống thế này anh em. Nhỏ thế nhỉ. Ống ngắm 4x. 4x có cần không nhỉ? Đây này, 4x, cái này có 4x rồi. Có cái 4x lúc nãy. Vứt nó đi anh em ơi. Băng đạn level 2. Cái kia không cần băng đạn luôn anh em. Cái kia không thèm cần băng đạn luôn. Rồi. Thôi rồi, vào đi anh em. Quả súng này nhìn trông ngon đấy. Nhìn cũng được, có lẽ sẽ vẫn sẽ bắn được. Còn bao nhiêu kẻ địch nhỉ? Còn 14 kẻ địch thôi. Không nhiều đâu. Và thế súng này bắn nó khá thích anh em ạ. Bắn nó khá đầm tay. Ở kia có cái gì kìa? Lấy liều đạn thế. Bắn có hết đâu. Ok ok ok, đây. Ôi giời, thấy đây rồi. Sao nó không tự động nhắm nhỉ? Chắc là mình còn chưa chỉnh anh em ạ. Giáp này, giáp mới này, súng này. Được đấy chưa? Giờ bên kia là có cái gì kìa? Nào sang bên này, sang bên này, sang bên này. Nó có một cái gì đó phát sáng anh em ạ. Lại thêm một cái hòm nữa hay sao ấy. Nhìn có vẻ cũng được. Rất nhiều hòm anh em ạ. Rất nhiều, cái này để mua đồ. Cái nhà chứ không để mua đồ này phải không? Chính xác chỗ này để mua đồ rồi. Để mua được cái gì không? Mũ 3. Giáp nổ. Thế nhưng mình đang ở mũ 3 mà. À mà thế nhỉ. Cho lấy tí nấm thôi. Cái này phải nấm không nhỉ? Không phải. Để xác người chết anh em ạ. Chỗ kia nó cũng có một cái item gì đó kìa, nó phát sáng kìa, đang phát sáng kìa. Như vừa có thằng nào bắn mình hay sao phải không em? Hình như lại có một thằng đang bắn mình. Không rõ nữa. Còn có 6 kẻ đi thôi. Cố lên nào. Cố gắng giành thêm top 1 nữa nào. Mình nghĩ này tao đánh với máy thôi mà. Nhưng mà nó đang cố để giành top 1. Trên kia có cái gì kìa? Điểm vàng vàng là điểm gì kìa? Lạ thật. Có hai con hay sao anh em ạ? Hai ba con gì đấy. Mình vừa thấy nó xong có thêm một thằng nữa đây này. Đầy quá rồi, đầy hết đạn rồi. Trên kia là cái gì mà nó bốc cháy nhỉ? Khó hiểu thật. Thôi mình cứ vào vòng bo đi anh em ơi, cho an toàn đã. Thôi tính sau. Chết rồi. Mặt nạ phòng độc ạ. Tôi cứ vào trong này đã. Cứ vào trong nhà đã xong rồi tính sau anh em nhá. Đấy, từ ngoài có thể nhìn ngắm ra bên ngoài. Trong này có giáp dùng gì không? Có thêm cái đồng tiền để mua đồ kìa. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi anh em ơi. Chắc cú quá thằng. Thắng luôn rồi anh em ạ. Oh my god. Oh được cái chứ giờ tôi đã thắng luôn này. Hay chưa? Yes, V
Dạ chúng ta thắng thắng nhanh anh em nhá. Và chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Bố già.